Em chào chị. Chào cô. Chị dùng nước hoa mùi này à? Sao không dùng mùi nước hoa mà anh Vũ tặng? Ôi thôi chết, có khi em nhầm. Cô có vẻ thích quan tâm tới chuyện gia đình nhà người khác quá nhỉ? Đâu có, em chỉ... Chỉ quan tâm tới chuyện nhà tôi thôi đúng không? Vậy thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé. Người ta không nói không phải là người ta không biết. Người ta đã cố tình bơ đi rồi thì tốt nhất là cô cũng nên biết điều, đừng gây sự chú ý. Hình như chị hiểu lầm ý em rồi. Em là đối tác của anh Vũ trên hợp đồng làm ăn, cũng giống như chị là đối tác trên một loại hợp đồng nào khác, cũng như nhau cả thôi. Anh Thái đưa em đến đây nên em đợi anh ý đưa em về. Chị không cần phải sốt ruột đâu ạ. Các người vừa phải thôi, đừng có ngang nhiên quá quắt với tôi như vậy. Sao chị nói khó nghe thế? Chị là mẹ không tốt. Em thương anh Thái, vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc con nên phụ giúp anh ý chăm sóc con bé thôi mà. Buồn ghê, đã không được câu cảm ơn rồi lại còn cái loại vô liêm sỉ như cô bám vào đàn ông có vợ có con mà còn đòi nhận lời cảm ơn à? Vậy thì chị thử hỏi lại anh ý xem, xem anh ý đã coi chị là vợ hay chưa. Nếu không, sao anh ý cứ cố sống cố chết bám với tôi làm cái gì? Có gì không để em làm giúp chị nhá. Thôi em đi ra ngoài kia ngồi đi. Em là khách, ai lại bắt khách làm việc được. Chị cứ nói thế chứ, có khi khách lại thành người nhà, mà người nhà lại trở thành khách đấy ạ. Chị biết đấy là mục đích của em đúng không? Sao chị lại nghĩ xấu về em? Em chả có mục đích gì cả. Chị phải tự tin vào bản thân mình chứ. Sao lại lo lắng vì một đứa như em? À không, chị không lo lắng. Chị chỉ thấy ghét thôi. Mà cái gì chị thấy ghét ấy thì chị sẽ không để cho nó tồn tại lâu ở trước mặt của mình. Em hiểu ý của chị nói chứ? Nếu em không hiểu để chị nói thẳng vào mặt em nhá. Chị muốn em biến nó khỏi nhà của chị, hiểu chưa nào? Chị có quyền gì mà đuổi em? Em sẽ mách bà. Thế thì chị cũng sẽ mách mẹ của em. Chắc là mẹ của em cũng chả vui sướng gì khi thấy con gái của mình sang nhà hàng xóm ăn nhờ đậu hết ngày này qua ngày khác, rồi lại còn tăm tia chồng của người ta nhở. Chị nghĩ là mẹ em sẽ tin lời chị nói à? Dự định khi nào về quê? Dự về quê làm gì? Thì làm thủ tục ly dị vợ. Chẳng lẽ dự định cưới Ngọc về làm vợ hai hả? Ngọc cũng biết vui có vợ rồi mà, sao phải làm vậy? Vui là cha của con Ngọc, có cái gì của vui mà Ngọc không biết? Nhưng mà chuyện này nhất định phải làm, luật pháp quy định mà. Nhưng mà vui mới lấy vợ thôi à. Nương rất là tốt với vui luôn, còn biết má vui bệnh á, còn hết lòng chăm sóc. Còn việc nhà của vui á là một tay cũng lo hết luôn á. Cái nhà vui nợ cổ, mà từ đó tới giờ vui chưa thấy má ưng ai như cổ đâu. Thôi đi, Ngọc không có rảnh ngồi nghe vui kể chuyện của vợ vui đâu nha. Ngọc không cần biết, Ngọc chỉ cần tấm giấy chứng nhận độc thân của vui để giải quyết chuyện của Ngọc. Chồng hờ thì cũng phải đúng luật pháp.